để mặt mộc trên truyền hình nhan sắc không tuổi của Trần Kiều Ân sụp đổ. Không chỉ nổi tiếng với một loạt vai diễn trong những bộ phim thần tượng đình đám, Trần Kiều Ân còn nổi tiếng nhờ sở hữu nhan sắc trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều, nên nhiều người không biết sẽ cho rằng Trần Kiều Ân mới chỉ 2 hay 30 tuổi. Thế nhưng thực chất, nữ diễn viên đã sắp bước vào tuổi 40. Nhưng gần đây khi tham gia một show truyền hình hướng về cuộc sống, nữ minh tinh xứ đài đã để mặt mộc trong chương trình và khán giả truyền hình đã được một fan yêu đứng khi tượng đài về càng lớn càng trẻ hóa mà Trần Kiều Ân xây dựng bỗng tan nát. Trang Quy Quy cũng phải giật tin, giá trị nhan sắc của Trần Kiều Ân sụp đổ. Trang Quy Quy nhận xét, gương mặt của mỹ nhân họ Trần chảy xệ, quá nhiều thịt hai bên má, ngay cả phần mắt cũng đã xuất hiện những nếp nhăn tuổi già, tạo cảm giác mệt mỏi, thiếu sức sống, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ đẹp của một mỹ nhân hách tuổi từng được ca tụng. Cách đây không lâu khi tham gia thảm đỏ một sự kiện, Trần Kiều Ân từng gây hốt hoảng với gương mặt trắng bệch như xài kem trộn. Lúc đó cô còn trông khá mũm mĩm như vừa tăng cân rất nhiều. Ở độ tuổi U40 thì vẻ ngoài có chút lão hóa là điều vô cùng tự nhiên, nhưng vì suốt 3 năm vừa qua, mỹ nữ họ Trần luôn được xây dựng với hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp, nên việc để lộ mặt mộc hẳn rõ dấu vết tuổi tác như thế khiến khán giả được một phen hết hồn. Một số ý kiến băn khoăn không biết rằng từ trước đến nay, những hình ảnh xinh đẹp, những lần xuất hiện lộng lẫy như thiếu nữ đôi mươi của Trần Kiều Ân có phải chỉ là tác phẩm của Photoshop và kỹ năng make up đỉnh cao hay không? Hay đây chỉ là một lần phong độ không ổn định của cô nàng? Cùng đón chờ những lần xuất hiện khác để theo dõi người đẹp họ Trần của chúng ta.